một chú vịt trắng hơn 6 tháng tuổi với đôi chân ngắn cũn cỡn, dáng đi lạch bạch đầy ngộ nghĩnh, luôn theo sát chủ nhân trong từng bước đi. Với ông Nguyễn Ngọc Quang, 61 tuổi, sống ở quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, chú vịt này không chỉ là thú cưng mà còn là người bạn đồng hành của ông trên nhiều cung đường. Bạt này là con bạt Bắc Kinh, bé thì gọi là guột guột, lớn bây giờ gọi bạt bạt. Có biết hoặc là nghe tiếng dép như tiếng trống gậy là nó gọi. Nó ăn rau muống với cả rau cải bắp. Còn rau ngót nó không ăn, cải xanh không ăn, cải ngọt không ăn. Ăn phở thì nó để lại thịt, còn hành với cả bánh phở ăn hết. Có biết huấn luyện đâu mà huấn luyện. Nó cứ tự rưng nó theo. Người ta có tiền người ta chơi chim chơi chó, chơi cây cảnh, chơi lon bộ lũa. Mình cũng không có tiền, thường đi đó đây, bùn đen in dấu dày, thôi chơi với vịt. Ông Quang chia sẻ, chú vịt mà ông đang nuôi là món quà của một người bán vịt giống ở huyện Phú Xuyên. Hiện nay, chú vịt này nặng khoảng 1,2 kg và thường được ông cho đi dạo trên vỉa hè nhiều tuyến phố mỗi khi có thời gian rảnh. Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người tỏ ra thích thú khi thấy con vịt quấn quýt bên chủ. Có hai thầy nhìn thấy lạ thôi, tại vì cái con này nó hay cứ đi theo ông ý thôi. Con này nó cứ không thấy ông ý, con nó cũng chẳng đi đâu cả, nó cứ đứng ở đây, nó ấy đâu, tại ông quên nhốt thì nó cứ chỉ đứng ở loanh quanh ở đây thôi, nó cứ không đi đâu cả đấy. Nó khác với cái kia, nó không, con này nó không đi linh tinh đấy. Đúng rồi, nó ngộ nghĩnh đấy. Nhiều người cũng hay hỏi là con vịt sao lại thế, ông có chăm từ bé từ trứng đến lớn đấy mà. Nói chung nó con gì mình nuôi thương nó thì nó thương lại, nó cứ theo ông. Người chưa về nó cứ luẩn quẩn ngoài ngõ cho nó không đi đâu đâu. Ông thích nuôi động vật thì nói chung là ông chăm ông hơn bản thân ông luôn. Chăm con vịt đấy, ông khoái con vịt lắm. Theo ông Quang, có nhiều người ngỏ ý mua lại chú vịt với giá vài triệu đồng, tuy nhiên ông dứt khoát từ chối. Cái anh bạn ở dưới ngõ Hai Hàng Chuối ấy, ông bảo hôm qua ông bán con vịt này bán cho tôi. Ông bảo không, con tôi không bán. Tôi có phải chị giàu đâu. Bé thì mình tắm cho nó, lớn cứ thả vào thùng nó tự tắm. Bơi phải ra hồ Hai Bà. Bảo ngoan nào, mẹ thương, mẹ thương. Thế người ta bảo xong rồi, xưng là bố. Không, bố là con vịt đực, mẹ là con vịt cái, còn tôi là mẹ nuôi đó thôi.